Thưa quý vị và các bạn, từ năm 2013 đến nay, tỉnh Kon Tum triển khai thực hiện đề án hỗ trợ phát triển cây cà phê xứ lạnh tại 3 huyện gồm Đắk Lây, Tumarong và Con Plong. Đây được xem là một trong những cây trồng chủ lực giúp bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực Đông Trường Sơn cải thiện thu nhập, vươn lên thoát nghèo bền vững. Dù vậy, nhìn vào thực tế, việc phát triển thương hiệu cà phê xứ lạnh ở thời điểm hiện tại vẫn chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh của vùng. Điều này đặt ra yêu cầu cần đẩy mạnh hoạt động liên kết sản xuất và chế biến để gia tăng giá trị kinh tế cho nông sản này. Là địa phương có diện tích cà phê xứ lạnh lớn nhất huyện Đắk Lây với hơn 430 hectare, xã Đắk Chong xem việc phát triển loại cây trồng này là một trong những giải pháp mang lại nguồn thu nhập ổn định cho nhân dân. Tuy nhiên, cách thức canh tác truyền thống với quy mô còn manh mún, nhỏ lẻ khiến sản lượng vườn cây chưa đạt yêu cầu. Vụ thu hoạch vừa qua, năng suất bình quân của cà phê xứ lạnh huyện Đắk Lây chỉ đạt hơn 12 tạ một hecta. Không chỉ Đắk Lây, cà phê xứ lạnh tại hai huyện Tumarong và Con Plong cũng chung tình trạng. Do ít được đầu tư chăm sóc hoặc chăm sóc chưa đúng quy trình nên chất lượng vườn cây giảm theo từng năm. Thống kê của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh cho thấy hơn 2.800 hecta cà phê xứ lạnh đang trong giai đoạn kinh doanh trên địa bàn 3 huyện Đông Trường Sơn. Năng suất bình quân chỉ đạt khoảng 13 tạ 1 hecta. Giảm sút cái sản lượng cà phê như năm vừa rồi là theo nghĩa là cái do cái khâu mình chăm sóc rồi tỉa phân, tỉa cành, bón phân. Chắc là cái thứ nhất là mình chưa gọi là chưa cái vấn đề gọi là mình làm sạch cỏ. Chưa đảm bảo, chưa tốt, dẫn đến gọi là một phần là có lên hút hết các chất dinh dưỡng. Rồi cái thứ hai này là mình bón phân gọi là bón gọi là chưa đủ, thiếu, chưa là chưa đủ đáp ứng được cái số lượng. Lúc đầu thì cũng được thu lần thứ nhất, thứ hai thì cũng được đủ tiền phân bón, còn đến cái năm thứ tư, thứ năm tôi đi rồi cố gắng chăm sóc, nhưng mà thấy cây lá tốt nhưng mà nó quả nó ít và cái tiền phân bón thì không đáp ứng được. Bà con chúng ta là chưa mạnh dạn là bỏ cái nguồn vốn của mình ra hoặc là vay ngân hàng chính sách để mà mua phân bón để mà đầu tư cho cái cây cà phê. Đó, nên là cái năng suất vừa qua thì thu hoạch trên địa bàn của xã thì cái năng suất nó không được cao lắm. Những vườn cà phê năng suất thấp ở huyện Con Plong có một điểm chung là đa phần bà con chỉ tập trung tưới nước và bón phân cho cây trồng trong 3 năm đầu tiên. Còn ở giai đoạn kinh doanh, cây cà phê cần được tạo tán tỉa cành đúng kỹ thuật thì bà con chưa thực hiện được. Đây là lý do khiến 6 sào cà phê trồng năm 2018 của hộ anh A Vét chỉ cao lên chứ không ra trái hoặc tỷ lệ đậu trái tương đối thấp. Vì cây cà phê không mang lại thu nhập như kỳ vọng nên anh dự định chuyển sang nuôi gà để tránh lãng phí đất đai của gia đình. Cà phê thế này thì đất này nó tốn kém phân lắm. Phân bón này phân bón nhiều, còn bón ít thì không đủ. Còn đối với người dân chúng tôi thì cà phê chắc chúng tôi theo không kịp vì cà phê nó theo phân bón càng nhiều thì nó phát triển càng nhanh. Như trong làng mình đây thì có nhiều hộ trồng cà phê không hay là sao? Không, trước kia thì có rồi tôi và em gái của tôi trồng rồi em gái tôi theo được có 3 năm. Còn tôi theo được 7 năm rồi tôi cũng bỏ. Tại huyện Tumarong cùng với các loại dược liệu, cà phê xứ lạnh vẫn được xác định là cây trồng chủ lực giúp cải thiện đời sống hộ dân tộc thiểu số. Trước thực tế, nhiều diện tích cà phê trên địa bàn có năng suất thấp, kém hiệu quả, địa phương tuyên truyền bà con khôi phục lại vườn cây bằng hình thức tái canh, trồng rậm gắn với tăng cường tập huấn, nâng cao nhận thức và hiểu biết về kỹ thuật chăm sóc cây cà phê xứ lạnh. Dù vậy, khó khăn trước mắt vẫn còn đó, bởi để thay đổi tư duy canh tác truyền thống của bà con chưa bao giờ là điều dễ dàng, trong khi những yếu tố khách quan như khó khăn về hệ thống, nước tưới, thị trường tiêu thụ, giá cà phê chưa ổn định luôn là nỗi trăn trở của người trồng cà phê và cấp ủy chính quyền địa phương. Cái khó khăn ở đây là thứ nhất là thiếu nước tưới,
Cái thứ hai là cái về cái mua về các loại cây con giống là nó đường xa nó xa, cho nên là vận chuyển này kia cũng rất là khó khăn cho bà con. Bây giờ thì trước mắt là muốn đề xuất sự đạo chỉ đạo của cấp trên là tạo điều kiện này kia, có công ty doanh nghiệp nào là tạo điều kiện thu mua tại chỗ là cho bà con để bà con có cái thu nhập hàng năm. Tôi trồng cà phê này từ thời gian trồng tới giờ chắc cũng được 6-7 năm rồi. Còn thu nhập đầu tiên là được 5 triệu, hơn 5 triệu tí. Còn từ đó tới giờ thì mình không còn vốn để chăm sóc nữa, là cà phê nó giảm rồi. Lý do bỏ bê là không đủ vốn. Là cà phê mình trồng là ai cũng muốn chăm sóc, do không đủ vốn thôi, chăm sóc cho nó tốt. Và hiện tại bây giờ thì đang chăm sóc nó chỉ phát cỏ thôi, phát cỏ rồi tỉa cành đồ này kia thôi. Nhằm tháo gỡ vướng mắc và băn khoăn của người dân, năm 2024, huyện Tumarong tập trung thực hiện đề án khôi phục và phát triển cây cà phê xứ lạnh với nguồn kinh phí dự kiến hơn 22 tỷ đồng. Khoảng 400 hectare cà phê xứ lạnh tại 9 trên 11 xã được đưa vào cải tạo theo hướng liên kết sản xuất với doanh nghiệp, các hợp tác xã. Huyện tập trung nguồn lực để hỗ trợ cho người dân, lồng ghép các nguồn lực trong các chương trình mục tiêu quốc gia để hỗ trợ người dân phát triển cà phê xứ lạnh. Đồng thời cũng đã phân công cho phòng nông nghiệp và các cái phòng chức năng tiến hành hỗ trợ cho người dân về kỹ thuật và hướng dẫn người dân mua cái giống cho nó đảm bảo để mà đầu tư trồng cà phê ngay từ đầu cho nó hiệu quả. Trên cơ sở vận động của chính quyền địa phương, các đoàn thể vào cuộc, người dân đã nhận thức được rằng phát triển cà phê xứ lạnh là một cái yếu tố để giảm nghèo bền vững. Tại huyện Con Plong, mô hình liên kết tiêu thụ cà phê xứ lạnh giữa hộ dân và doanh nghiệp được triển khai thí điểm vào cuối năm 2022 với diện tích ban đầu khoảng 100 hectare. Chủ yếu tập trung tại hai xã Đắc Tăng, Mang Cảnh. Chưa bàn đến hiệu quả, mô hình này đang từng bước thay đổi nếp nghĩ cách làm của hộ dân tộc thiểu số đối với cây cà phê xứ lạnh. Bởi tham gia liên kết, bà con phải tuân thủ quy trình kỹ thuật do doanh nghiệp hướng dẫn, đảm bảo thu hái cà phê đạt 90% quả chín trở lên. Trước đây gia đình tôi làm chưa liên kết với hợp tác xã thì giá nó chỉ được tầm 9.000 một ký, năm nay liên kết với hợp tác xã thì giá nó được hơn là 15.600. Thì qua cái lợi ích mà hợp tác với cái hợp tác xã thì gia đình tôi cũng muốn nhân rộng thêm để mở rộng, mà cũng mở rộng được thêm 2 hectare trồng mới trong tháng 7 vừa rồi, và để bà con có cái đời sống nó ổn định hơn, giá cả nó được hơn. Định hướng của chúng tôi là tới năm tới thì chúng tôi sẽ cùng phối hợp với Ủy ban nhân huyện Con Plong, tức là qua kênh phòng nông nghiệp đấy, tức là sẽ tiến hành cải tạo những cái vườn cà phê già cỗi đấy. Tại vì những cái vườn cà phê già cỗi ở đây là chiếm cái diện tích rất là lớn ở các cái xã ở như Măng Cần, xã Hiếu, Đắc Tăng, thì chúng tôi cũng rất là mong muốn là chính quyền địa phương đấy, cũng cùng chúng tôi vào cuộc đấy, chung là quyết liệt hơn nữa đấy. Tại vì như quý anh chị biết đấy, nếu như mà một hecta cà phê Arabica mà nếu như canh tác cho nó đúng kỹ thuật mà theo cái hướng hữu cơ organic nữa thì cái giá trị nó rất là cao, nó phải gấp 3 đến 4 lần so với canh tác truyền thống bây giờ. Cùng với tỉnh Lâm Đồng, Kon Tum là một trong những địa phương hiếm hoi trong cả nước có khí hậu thổ nhưỡng hoàn toàn phù hợp để phát triển cây cà phê xứ lạnh. Loại cây trồng có giá trị tương đối cao. Trước những khó khăn trong việc nâng cao năng suất, chất lượng và giá cả sản phẩm cà phê xứ lạnh Kon Tum, ngày 23 tháng 6 năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kết luận số 1228 về chủ trương khôi phục phát triển cây cà phê xứ lạnh trên địa bàn tỉnh. Trong đó xác định mục tiêu phát triển cây cà phê xứ lạnh theo hướng hiện đại, bền vững, hình thành chuỗi giá trị gắn với thương hiệu cà phê xứ lạnh Kon Tum. Mục tiêu cụ thể mà tỉnh đặt ra là đến năm 2025 mở rộng diện tích cây trồng này lên 5.000 hectare. Đến năm 2030, phấn đấu có 7.000 hectare với khoảng 2.000 hectare liên kết sản xuất theo mô hình kinh tế hợp tác. Thực hiện kết luận số 1228 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
nhiệm vụ trước mắt của các địa phương là làm sao vừa thực hiện trồng mới, vừa đảm bảo diện tích cà phê sứ lạnh hiện có, cải thiện về năng suất, chất lượng, thu hái và nhất là có thị trường tiêu thụ ổn định.